Anh em đóng hàng cho anh em sáng mai tôi chuyển này. Nhìn cái số lượng mới lúc chiều nói với anh em thôi, nếu mà một buổi tôi chuyển tuần này anh em thấy có phải nhiều không? Đấy, cái này mồi một cân này cho vào cái hộp này thì nó hơi chặt, đè nó xuống. Đóng hai bạn ngồi trước, lăng xê đóng sau. Cân thì cố nhồi nó vừa khít cái hộp này. Tại vì đóng một cái hộp mà to hơn nên thì cước phí nó sẽ bị lên. Người ta tính theo khối lượng và kích thước nữa. Nóng nhẽ nhại thôi mà không dám bật quạt, vì bật quạt lên thì nó sẽ bay mất cái thùng, cái thùng xốp nóng hàng cho anh em. C thì đóng nó nhẹ nhàng hơn. Lăng C này. Ba bộ lăng C, mồi câu thử và xốp. Và tờ hướng dẫn. Tôi đóng có 3 bát xốp này anh em câu rồi không à. Nói thật tôi mà để nguyên câu lăng xê được cả năm không thể hết được cái chỗ này được. Không thể hết được cái chỗ xốp này được.
xong có bạn nào bạn ấy hỏi xin cái hộp quên mất bạn nào nhé. Thì vài buổi là hết đấy mà. Trong cái đợt này thì rất nhiều là rơi vào khoảng một phần nửa là các anh em lấy rồi lấy lại và các anh em mới lấy rồi lấy tiếp đấy. Ôi, thực sự anh em nóng quá rồi, nhìn mồ hôi này, mồ hôi mồ kê này. Thôi tôi xin phép dừng quay phim, nóng quá. Cho cái xô này ra kia bật quạt phát, nóng nóng kích khủng khiếp. Trời này mà ngồi trong nhà mà không không bật quạt, ôi giời, ok anh em.